Hello, hello. Mến chào này, chú bác đang theo dõi kênh mua bán đồ nghề bãi nha. Video hôm nay thì em có chọn lựa một số cái cặp vít ngoại hình còn khá là đẹp phục vụ anh em ạ. Anh em nào đang có nhu cầu về những cái tua vít, mình tham khảo qua video này, thấy cái sản phẩm nào phù hợp với nhu cầu sử dụng trong công việc hoặc là sử dụng trong gia đình của mình, anh em ủng hộ em nha. Mã số và giá cả công khai của từng cái sản phẩm là em có dán bên trên, anh em xem video thấy ngay được giá sản phẩm luôn. Còn về chi tiết cấu tạo cũng như là kích thước thực tế của sản phẩm thì anh em mình vui lòng xem trong video giúp em ha. Và hình thức chốt hàng thì anh em mình vui lòng liên hệ trực tiếp giúp em qua số điện thoại của em là 0896996883. Và khi chốt anh em báo giúp em mã số của cái bộ sản phẩm đó giúp em ha. Hôm nay thì em có hai cái dòng vít chính, đó là các cái cây vít điện anh em, và ở trên là vít có hỗ trợ đầu nóng nha. Rồi em sẽ giới thiệu chi tiết từng cái sản phẩm cho anh em mình xem ha. Mã số 1, ở đây em có một cặp vít điện của nhà Vecel, ngoại hình còn khá là đẹp luôn, hàng của Nhật nha nè, Sherman ha. Một cái cặp này sẽ bao gồm là một cây vít ba ke BH2 và một cây vít dẹp. Và kích thước thì cặp vít này có chiều dài mỗi cây là 21,5 cm ạ. Với cấu tạo chính là bằng nhựa và cao su nha nè. Chất liệu cách điện khá là tốt ha. Em sẽ giới thiệu chi tiết từng cây cho anh em mình xem. Cái phần vỏ nhựa là màu đỏ nè. Và được bọc cây cán bằng cao su, có cái cây vân bám tay nha. Anh em cầm khá là bám tay, rất là chặt tay luôn. Về đầu mũi vít nè, cái cạnh khá là sắc luôn anh em. Này, một số cái vị trí nó bị chóc cái nước gam màu đen thôi, còn các cái cạnh thì rất là đẹp ha, anh em sử dụng là ngon lành. Tương tự cây này cũng vậy nha nè, hình thức khá là đẹp luôn. Mũi vít đây, cái phần mũi vít là nó bị chóc cái nước gam thôi nha nè. Này, cho cái phần mũi là rất là cứng chắc và ok nha. Rồi, và kích thước của cái đầu mũi vít này nè thì khoảng là 6 ly nha nè. Rồi, cặp vít điện này rất là ok cho anh em mình sử dụng nè. Rồi, mã số 1, giá của cặp này là 200.000. Và anh em yên tâm nha, các vít bên em là đều có từ tính khá là ok nha nè. Này, mã tiếp theo, đây là có một cái cặp vít mini nha, một cặp vít mini dạng vít hồ lô nha nè, của nhà Vecel, hàng của Nhật luôn ạ. Bao gồm một cây vít 3K BH1 và một cây vít dẹp. Cặp này thì size khá là nhỏ gọn ha, phục vụ cho anh em mình làm điện nè, những cái chi tiết nhỏ nè. Và kích thước thì chiều dài em đo được là 15,5 cm ạ. Ngoại hình cũng còn khá là ok, với cái chất liệu cách điện là nhựa và cao su. Phần màu đen là bằng nhựa nha nè, và phần màu đỏ nè, và phần màu cam nè, đây là phần cao su, có những cái vân caro anh em cầm bám tay chống trượt nha. À, ngoại hình từng cây anh em mình xem giúp em cũng khá là ok luôn. Đầu vít này nè rất là đẹp nha. Này, đầu mũi vít dẹp cũng rất là đẹp luôn anh em. Hình thức khá là ok ha. Cái bảng của cây vít dẹp này thì khoảng là 5 ly, bảng 5 ly nha nè. Rồi, anh em có nhu cầu cái cặp vít nhỏ này, anh em ủng hộ em ha. Mã số 2 trong video, giá là 130.000. Em qua mã tiếp theo, cũng có từ tính rất là tốt nha nè. Các cây vít đều có từ tính rất tốt ạ, anh em yên tâm ha. Cặp số 3 thì cặp này với size lớn hơn nha nè, cũng dạng vít hồ lô, vít điện hồ lô ha. Có cấu tạo cách điện là nhựa và cao su, phần màu đen là nhựa, phần màu cam nè và phần màu đỏ này là cao su, có các cái vân caro chống trượt ha.
Cặp này sẽ bao gồm một cây vít 3K BH2 và một cây vít dẹp. Về kích thước của cặp vít này, em đo được là 20cm ạ. Hình thức từng cây đây cũng rất là ok luôn anh em. Sản phẩm của Nhật ha, chỗ đen ạ. Cái phần mũi vít này, cái cạnh khá là sắc, nó không có bị tà mũi ha. Anh em mình sử dụng tiếp tục là ngon lành. Này là cây vít dẹp anh em. Đây, phần mũi vít đây ha. Cái đầu mũi vít này, mũi vít dẹp này là đầu khoảng 6 ly nha anh em. Rồi, cặp vít holo 20cm này, giá 150.000, mã số 3 ạ. Từ tính cũng rất là ok luôn. Mã số 4, ở đây em có size lớn hơn nè, size lớn hơn ha. Cũng là một cặp vít gồm hai cây, một cây 3K BH2 và một cây vít dẹp của nhà về sale dạng holo ha. Phần màu đen này nè là bằng nhựa, và phần màu đỏ và phần màu cam này là cao su ha, giúp cho anh em mình cầm bám tay và chống trượt nha. Cặp này thì có kích thước khá là dài, em đo được là 25cm ạ. Hình thức cũng rất là ok luôn anh em. Đây anh em xem qua ha, cái cạnh vít khá là sắc luôn. Em cũng chọn lựa rất là kỹ, anh em mình yên tâm nha. Những cây vít này là anh em mình về mình tiếp tục sử dụng là ngon lành nha. Cái đầu vít rất là đẹp luôn. Rồi, kích thước của cái mũi vít dẹp này cũng là 6 ly nha nè. Cặp này em đang để với giá là 160.000, mã số 4 trong video ạ. Chiều dài là 25cm nha nè, khá là dài, khá là vừa sử dụng ha. Rồi, cặp tiếp theo thì cũng là dạng vít điện hồ lô. Ở đây em có hai cây, đều là 3K hết ha. Một cây 3K BH1 và một cây 3K BH2. Khá là thông dụng cho nên mình sử dụng những chi tiết nhỏ và vừa nè. Và đây là những chi tiết vừa ha, nên mình sử dụng qua cây này. Thì một cặp em có hai cây như thế này nha. Cây nhỏ thì chiều dài là 15,5cm. Và cây lớn cái này, chiều dài của nó là 30cm nha. Cấu tạo cũng nhựa và cao su anh em. Đây, phần màu đen là bằng nhựa và phần cao su màu đỏ nha nè. Có những cái vân caro chống trượt nha. Hình thức thì cũng còn khá là ok. Cái này dính cái nước sơn, dính bụi thôi. Anh em mình về vệ sinh thêm ra trong các cái phần kẹt này giúp em ha. Phần mũi còn rất là đẹp luôn, để anh em mình sử dụng ạ. Rồi, cây vít dài này này. Hàng của Nhật ha, Japan, Excel. Cái mũi vít rất là đẹp luôn anh em. Anh em mua vít thì mình quan trọng nhất là cái phần mũi ha. Về mình sử dụng ngon lành, không có bị trơn tuột ha. Rồi, cặp vít này em đang để với giá là 150.000 cho hai cây, mã số 5 trong video ạ. Em qua mã tiếp theo. Các cái cặp vít đều có từ tính rất là ok nha nè. Đây, anh em yên tâm nha, tất cả các cặp vít em đều kiểm tra hết từ tính rất là mạnh ạ. Cái dòng vít điện cao cấp này thì em có một bộ, em ghép một bộ 3 cây nha.
bao gồm một cây BH1, một cây BH2 và một cây BH3. Tất cả là của nhà Vercel. Nó cùng cái dòng nha nè, cùng cái dòng ha, cùng cái thiết kế nè. Chuẩn hàng của Nhật anh em yên tâm nha, Japan. Cái chữ của này nó bị mờ rồi nè. Nó hơi mờ nha, anh em thông cảm ha. Này. Hàng của Nhật ha. Hình thức thì nó bị mờ chữ một tí thôi nè, chứ các cái bộ phận còn lại, chi tiết còn lại còn rất là ok nha. Đây, anh em nào còn đủ size BH1, BH2, BH3 thì tham khảo qua bộ này ha. Cây nhỏ nhất em đo được là 18,5 cm. Cây tiếp theo em đo được là 21,5 cm. Và cây BH3 em đo được là 28 cm ạ. Này, em quay từng cây cho anh em mình xem ha. Cái phần cao su còn rất là đẹp luôn, không có bị nứt rách gì hết anh em ha. Này là dính nước sơn thôi, anh em mình về vệ sinh thêm giúp em. Phần mũi vít này, phần mũi khá là đẹp nha. Những cái này là những cái vết mà tróc cái nước gam đen thôi, chứ cái đầu mũi vít còn rất đẹp nha. Rồi, cây BH2. Japan nha, chuẩn hàng của Nhật. Này, mũi vít còn rất là ok luôn. Rồi, cây này cây BH3. Rồi, cái phần cán rất là đẹp nha, không có rách nứt gì hết rồi nè. Anh em mình sử dụng an toàn ha. Này là mũi BH3. Cái phần dưới này nè, anh em thấy nó có, nó bị tróc cái nước gam màu đen nha, chứ các cái cạnh vít là còn rất là ok. Đây, em quay kỹ từng cạnh cho anh em xem nè. Đấy. Cái phần ở dưới là nó bị tróc cái nước gam thôi, chứ nó không phải là bị hỏng cạnh hay là gì hết ha. Anh em yên tâm nha. Đây, các cái cạnh còn khá là sắc luôn. Rồi, một bộ 3 cây BH1, 2, 3. Từ size nhỏ cho đến size lớn ha. Bộ này em đang để với giá là 270.000 cho 3 cây ha. Mã số 6 trong video ạ. Em qua mã tiếp theo. Tất cả đều từ tính rất là tốt nha này, anh em yên tâm nha. Đây. Rồi, cái dòng trên là cái dòng vít đóng nha này. Cặp số 1, một dòng vít đóng cao cấp của nhà Vercel nha. Này, Vercel, hàng của Nhật nha nè, Japan. Hình thức cặp này còn khá là đẹp luôn, bao gồm một cây BH1 và một cây vít dẹp. Này, có đầu đóng, hàng sử dụng lướt nên cái đầu đóng còn khá là đẹp mà. Này, cặp này thì cái phần tem chữ còn rất là rõ ràng. Chiều dài của cặp này em đo được là 18,5 cm ạ. Em xem chi tiết từng cây nha. Này, cấu tạo có một đầu đóng, vỏ bằng nhựa và cao su. Cái phần tay cầm là cao su nè, có cái vân nhám. Dòng này là dòng cao cấp của nhà Vercel nha. Các cái cạnh của nó cũng còn khá là sắc luôn nè. Đây là cây vít dẹp nha. Còn mũi vít khá là đẹp luôn ha. Và kích thước của cái mũi vít dẹp này thì khoảng 5 ly nha này, 5 ly. Rồi, một cặp vít đóng khá là đẹp nha, của nhà Vercel. Mã số 7. Giá là 260.000. Em qua sản phẩm tiếp theo. Số 8. Cũng là một cặp vít đóng nha. Bộ cặp này thì size lớn hơn nha nè. Nhà về sale ha, Shobe, hàng của Nhật ạ. Cây này thì cái chữ nó bị phai rồi nè, chữ nó bị phai rồi trên bề mặt này nè.
Nutriban ha. Chuẩn hàng của Nhật, anh em yên tâm về chất lượng. Bao gồm một cây 3K BH2 và một cây vít dẹp nha nè. Có cái dạng đầu đóng đây ha. Thì cặp này chiều dài em đo được khoảng là 22cm ạ. Anh em xem chi tiết từng cây nha. Đây là cây 3K BH2 ạ. Này là nó dính bụi thôi. Anh em vệ sinh thêm giùm em nha. Anh em mình vệ sinh là nó ra nha. Còn bụi bên trong kẽ thôi. Đây, đầu đóng hỗ trợ đây nè. Đầu mũi vít rất là đẹp nha. Rồi, này là cây vít dẹp ha. Đầu đóng có một số dấu sử dụng rồi. Hàng nhuộm nước ha, cũng còn khá là đẹp. Mũi vít này nè, ok nha. Mũi này thì khoảng là 6 ly nha nè. Rồi, anh em chốt cặp vít đóng về sao lớn này. Báo giúp em mã số 8 nha. Giá là 280.000. Từ tính rất là tốt nè. Anh em thấy ha, cái mũi vít nó hít chặt vào nhau nè. Tiếp theo, một cặp vít của nhà Vetsel với cái cấu tạo cán được làm bằng gỗ nha nè. Bao gồm một cây 3K BH2 và một cây vít dẹp ha. Có cái dạng đầu đóng đây. Cặp này thì chiều dài của mỗi cây nó là 22,5cm ạ. Bao gồm một cây 3K BH2 và một cây vít dẹp. Thì anh em xem chi tiết từng cây giúp em. Này, phần đầu đóng đây. Cây này thì đầu đóng khá là đẹp nha. Chắc chắn nha nè. Phần mũi vít này còn rất là ok ha. Rồi, đây, một cây vít dẹp nha. Này là cái tem thôi nè. Anh em mình về mình vệ sinh thêm ra. Cái tem giấy giá mà họ dán nha anh em. Rồi, đầu đóng thì có qua sử dụng rồi. Em thấy có một số dấu đóng này nha. Rất là chắc chắn nha nè. Phần mũi vít đẹp nè. Phần cán cũng còn nguyên vẹn nha. Cái đầu mũi vít này nè. Đầu này khoảng 6 ly rồi nè. Nè, anh em chốt cái cặp vít gỗ này. Báo giúp em mã số 9 nha. Giá của cặp này là 280.000. Từ tính này nè, từ tính khá là tốt nha. Tiếp theo, ở đây em có một cái cặp vít của nhà Vetsel luôn. Vetsel, hàng của Nhật ha, product of Japan. Thì cặp này sẽ bao gồm một cây vít đóng, hai cây vít đóng luôn nè. Một cây 3K BH1 và một cây 3K BH2. Chất liệu cán là bằng gỗ nha nè. Sorry anh em, chất liệu cán là bằng nhựa nha. Cặp này thì cây 3K BH1 có chiều dài là 18,5. Cây 3K BH2 thì có chiều dài là 22,5. Anh em xem cấu tạo từng cây nha. Hình thức thì cái cặp này còn khá là mới. Thông tin của sản phẩm khá là rõ ràng luôn. Anh em mình tham khảo ha. Excel Japan. Đầu đóng. Hàng dùng lướt cái đầu này đẹp nè. Mũi vít khá là đẹp nha. Này thì có một số dấu đóng nhẹ nha. Hàng dùng lướt thôi. Excel Japan ha. Hình thức khá là đẹp cho cặp này. Đây là 3K BH2. Cái cạnh vít còn rất là ok nha. Rồi, anh em chốt cái cặp vít này. Báo giúp em mã số 10. Giá là 280.000. Em qua mã tiếp theo.
số 11 và số 12. Thì ở đây em có hai cây vít của nhà vệ sale nha nè. Hai cây vít của nhà vệ sale với cái cấu tạo nó giống nhau hết ha. Đây, hai cây cây giống hoàn toàn giống nhau. Thì em giới thiệu từng cây cho anh em xem. Hình thức thì còn khá là mới luôn. Vệ sale hàng của Nhật nha nè. Cấu tạo là phần cán nè, được đổ nhựa nha, có cái hỗ trợ đầu đóng và cái mũi vít là mũi vít dẹp. Hàng này chắc có thể là chưa qua sử dụng anh em. Ở đây có cái đầu để trợ lực anh em dùng khóa hoặc là cờ lê để anh em mình siết thêm ha. Chiều dài thì khoảng là 17,5 cm ạ. Cái bảng vít thì khoảng là bảng 5 ly. Những cây này còn khá là mới luôn. Cây số 11 tương tự cây số 12 cũng như vậy luôn nè. Đây ha. Sale. Phần vỏ cũng nguyên vẹn. Cái này dính bụi vậy thôi. Vệ sinh sạch sẽ ha. Đầu đóng còn rất là đẹp, chưa sử dụng luôn nè. Phần mũi vít cũng rất đẹp luôn ha, cũng là mũi 5 ly luôn. Rồi, hai cây này có giá là như nhau, 120.000 một cây nha. Rồi, từ tính cũng rất là ok nha nè. Đây, đây ạ. Tiếp theo là một cây vít dẹp của nhà vệ sale nha nè. Cây số 13. Với cấu tạo cũng là dạng đóng nha, dạng đầu đóng và cán gỗ nha nè. Vệ sale product of Japan, chuẩn hàng nội địa Nhật nha. Hình thức cũng khá là mới, còn luôn tem của sản phẩm đây luôn nè. Cái phần mũi nè. Phần mũi rất là đẹp nha. Này là các cây vít lốm đốm thôi. Cho anh em xem các cái cạnh vít nè, còn ok, không có bị gì, không có bị méo, không bị nứt gì hết ha. Chiều dài của cây vít này em đo được là 22 cm ạ. Mũi dẹp thì khoảng là 6 ly. Cây này là rất là đẹp luôn. Anh em mua về sử dụng hoặc là sưu tầm đều ok nha. Mã số 13. Giá là 150.000 cho cây vít này nha nè. Và trong video này có một cây vít này, cây vít mã cuối cùng, thì nó đặc biệt hơn một các cái cây vít trước là cây này của hãng Vera, hàng của Đức nha nè. Này, chất liệu cán bằng gỗ thì hình thức em thấy khá là đẹp luôn ha. Đầu nó đây nè. Này là ba ke BH3, có cái dạng khóa cái chỗ này nè, có hỗ trợ để mình siết lực thêm ha. Rồi, đầu mũi ba ke rất là đẹp luôn. Đầu mũi này là BH3 nha nè. Khá là dài. Ngoại hình cây này rất là đẹp. Anh em mua về sử dụng hoặc sưu tầm đều ok nha. Về kích thước thì khoảng là 30 cm nha nè, khá là dài luôn. Đây, của hãng Vera ha. Có cái dòng mã code sản phẩm anh em có thể tham khảo thêm. Cây này rất là đẹp ạ. Anh em sử dụng hoặc sưu tầm đều ok. Mã số 14 trong video, giá là 200.000 nha nè. Và đây cũng là cái mã sản phẩm cuối cùng trong video này. Rồi, anh em mình tham khảo video, thấy cái sản phẩm nào phù hợp anh em ủng hộ em ha. Và một điều nữa là tất cả các cái sản phẩm này, các cái mũi vít đều có từ tính rất là tốt, anh em yên tâm nha. Từ tính rất là tốt luôn ạ.